Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Trong video này, Nam Dược Nguyễn Thi chia sẻ cho các mẹ cách chăm sóc làn da mỏng manh của trẻ trong mùa đông. Mùa đông, làn da nhạy cảm của trẻ rất dễ bị khô nẻ và dị ứng. Do đó, việc chăm sóc da cho bé làm sao khỏe mạnh trong tiết trời lạnh giá là vô cùng cần thiết. Mùa đông ở miền Bắc nhiệt độ xuống rất thấp. Do đó các mẹ cần hết sức chú ý việc tắm, vệ sinh cho trẻ. Không chỉ giữ ấm mà còn chăm sóc làn da mỏng manh của trẻ được mịn màng, không khô nứt nẻ, viêm nhiễm, dị ứng. Dưới đây là một vài lời khuyên sẽ giúp các mẹ có thể bảo vệ làn da bé toàn diện vào mùa đông. Không dùng nước quá nóng. Vào mùa đông, da của bé cũng có xu hướng bị khô như người lớn. Nhiều phụ huynh dùng nước quá nóng để rửa mặt hay lau người cho bé có thể khiến da bị khô, nứt nẻ. Vì vậy, cha mẹ cần kiểm tra nước để tránh bị nóng quá. Mỗi tuần có thể tắm cho bé khoảng 2-3 lần. Khi tắm, bố mẹ nên chọn vị trí kín gió, ấm áp và không nên tắm quá lâu khiến bé bị lạnh và da khô. Tránh tắm cho bé với xà bông tạo bọt bong bóng vì chất liệu này làm trôi đi chất dầu tự nhiên trên da. Xà bông diệt trùng hay xà bông thơm không cần thiết và cũng nên tránh dùng cho bé. Tắm cho bé xong, mẹ lấy một chiếc khăn bông sạch, mềm lau khô da cho bé, đặc biệt là vùng da nách, háng, cổ và phía sau tai. Sau đó, massage cho bé bằng kem dưỡng hoặc phấn rôm. Chọn quần áo mềm mại. Cha mẹ cần lựa chọn quần áo mềm mại, không ảnh hưởng, gây kích ứng cho làn da mỏng manh của bé. Nhiều cha mẹ có khuynh hướng mặc nhiều lớp quần áo dày cho con. Tuy nhiên, làm như vậy khiến cho bé ra mồ hôi dễ cảm lạnh và gây kích ứng da. Mồ hôi ra nhiều làm tắc nghẽn lỗ chân lông và dẫn đến đỏ da hoặc phát ban. Cha mẹ nên mặc quần áo len ở ngoài cùng để tránh tiếp xúc với da. Quần áo, tã, khăn của bé phải được giữ sạch sẽ và khử trùng, giúp ngăn ngừa bệnh ngoài da. Vì vậy, phụ huynh có thể mặc nhiều lớp quần áo nhưng vẫn phải đảm bảo sự thoải mái cho trẻ và không gây đổ mồ hôi. Dùng dầu để massage da. Da của bé mỏng hơn da người lớn đến 30%, do đó sau khi tắm, bố mẹ nên massage cho bé bằng dầu hoặc kem dưỡng da vừa giúp dưỡng ẩm lại tăng cường lưu thông máu. Các mẹ nên sử dụng những sản phẩm thiên nhiên có nguồn gốc rõ ràng để chăm sóc làn da cho bé như mật ong, dầu dừa. Sau khi tắm và lau khô người, mẹ chỉ cần lấy chút dầu, thoa khắp cơ thể bé rồi massage nhẹ nhàng giúp dầu thấm vào da, ngăn ngừa nứt nẻ. Chú ý việc massage cho bé diễn ra nhanh, ở nơi ấm áp, có lò sưởi để đảm bảo bé không bị cảm lạnh. Chăm sóc má và môi của bé. Không khí lạnh, khô hanh có thể khiến cho da của bé bị khô, nứt nẻ. Để chăm sóc môi, má của bé, cha mẹ nên sử dụng kem dưỡng ẩm 2 lần trên ngày. Mọi người lưu ý chọn sản phẩm được chứng nhận an toàn, không gây dị ứng. Có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Khi đưa trẻ ra ngoài cần lưu ý dưỡng ẩm cho da. Che chắn cho bé khi ra ngoài. Bên cạnh việc mặc áo khoác, quàng khăn cho trẻ, phụ huynh đừng quên đội mũ trùm đầu, đeo găng tay và tất chân cho bé để bảo vệ các vùng da mềm ở đầu, bàn tay, bàn chân. Khi đi ra ngoài, cha mẹ nên kiểm tra tay, chân của bé thường xuyên để đảm bảo hai bộ phận này luôn ấm. Nếu khi mặc quần áo, đội mũ mà thấy trẻ đổ mồ hôi đừng quên nới lỏng giúp bé thoải mái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị các bạn có một sức khỏe.